Xin chào các bạn. Đối với một người yêu thích tự nhiên và đam mê khám phá trải nghiệm như mình thì Hồ Ba Bể luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày nghỉ cuối tuần. Nơi đây còn đủ hoang sơ để cho mình khám phá và thán phục. Giá trị lớn nhất của Hồ Ba Bể là cảnh quan địa chất độc đáo. Ngày hôm nay để đi tìm hiểu những giá trị đó thì mình sẽ lựa chọn khám phá hang động ở Hồ Ba Bể bằng thuyền kayak. Xin mời các bạn theo dõi video và trải nghiệm cùng mình qua video ngắn này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào khám phá cái điểm đầu tiên gọi là hang đá đỏ ở hồ 2 của Hồ Ba Bể. Nói tiếng Tây đây là thẳm đán đen các bạn nhé. Hang này mình đã đi vào rồi và hôm nay có các em ở đây này. Đấy, đây là các em người Mông ở trên bản vùng cao nhưng vẫn rất thích khám phá. Đây là hang đá đỏ. Các em có dám đi vào cùng anh khám phá ở trong này không? Đấy à, hang này anh đã đi vào rồi nên là anh cảm thấy là an toàn nên hôm nay anh sẽ dẫn các em đi vào đây khám phá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhé, xem vào đến đâu thì chúng ta sẽ quay thuyền lại nhé. Đi nào. Đấy, đi vào trong này này. Này, vào trong này. Nó có sợ không nó? Không à? Nhìn tối om om đấy, em không sợ á? Này. Đây là một tour trải nghiệm. Cái động này lúc trước anh vào đây ấy, nó vào mùa hè cho nên là nó hơi hẹp. Nhưng hôm nay vào mùa đông nước hồ hơi cạn một chút rồi nên là đi vào đẹp hơn. Ui này. Tối om om này, để anh bật đèn nha. Từ từ nha. Xem có cá to ở dưới này không? Đây này. Này nó ấy. Cái này mà lặn xuống là chui ra phía ngoài kia được nhỉ. Đấy, thuyền chúng ta đang tiến dần vào tầm khoảng 5-6 mét rồi đấy. Từ từ nhé, đợi anh lấy đèn nhé. Bây giờ mình bật đèn lên rồi. Tịnh có dám vào không Tịnh? Có. Có. Nào, thế thì chúng ta đi vào tiếp nhé. Này, nhìn trong xanh chưa? Nước đẹp chưa? Đây này. Đây có một cái phao, chắc là nó trôi vào đây đấy. Phao này có bồ cước này. Hay là họ câu cá ở dưới này nhỉ? Trong này nhỉ? Ui, này ở trong này có một cái phao sắt. Nhìn hơi tối. Cái phao kia bằng sắt này, chắc là ở hồ lâu lắm rồi. Trước kia người ta sử dụng cái gọi là cái tàu thủy. Cái phao kia gắn vào tàu thủy ấy. Bật tít sâu sâu trong kia. Cái kia ngồi được mà, cái phao kia kìa. Cái phao kia ngồi vào được. Đúng rồi. Cái bình ấy chắc là rác thải nhựa rồi. Mình cho vào đây để tí mang đi vứt. À, có dây cước này. Ui, có móc em ạ. Từ từ. Kéo có cá ấy nhỉ. Nào, nó thử kéo lên nào. Cước. Từ từ nhé. Em kéo đi. Thử cuốn vào xem nào. Đây này, dây cước. À, bị đứt rồi. Được một cuộn dây cước. Không cầm. Đấy, cầm làm dây câu cá. Nó hay đi câu cá không? Từ em để đấy nhé. Còn dám vào đây không? Có. Đây, nước ở trong động nhìn xanh ngắt luôn các bạn ạ. Đi khám phá Hồ Ba Bể phải đi thuyền kayak như thế mới thích nó nhỉ? Chứ đi xuồng đi em cảm thấy chán không? Đi một tí vòng một vòng là hết hồ rồi đúng không? Này, em nhìn trên này nó như kiểu có một cái đường đi qua ấy nhỉ?
Và bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá tiếp nhé. Đi, lùi thuyền ra đi. Ở đây nó có những cái đàn cá bơi này, cá nhỏ. Đấy, nước rất là trong xanh luôn. Này, nhìn cái nước đây nó lung linh luôn này. Đấy, nhìn hay nhỉ? Đẹp nhỉ? Ồ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi khám phá Hồ Ba Bể bằng thuyền kayak nào. Đây này, nói lúc nãy anh bảo với em là từ trong kia ấy, nếu mà ví dụ ít nữa nước nó xuống thấp nữa ấy, vào mùa đông ấy, thì mình có thể chui ra được cái chỗ kia kìa. Nãy anh em mình không quay đầu được ấy. Đấy. Đợi anh với, đi nhanh thế, đi chậm chậm thôi. Này em định đi đâu? Đi làm thuê á? Em đi làm thuê cái gì, làm về cái gì? Đi gom lúa. Đi gom lúa ở bản này à? Họ thuê em mỗi ngày bao nhiêu? 50 à? Có người thì thuê 60. Có người thì thuê 60. Họ có nuôi ăn không hay là mình tự ăn không? Tự ăn. Tự ăn. Ừ. Nó chịu khó nhỉ. Thế nhà nó ở trên vùng cao thì nó xuống đây học và nó tự nấu ăn. Và vào cuối tuần có người đi thuê thì em đi làm thuê. Ừ. Ôi à, cẩn ngồi cẩn thận nhá. Vừa có con thuyền đi qua, sóng đánh nó cứ dập dềnh. Chúng ta sẽ đi vào một cái hang. Hang kia rất là đẹp luôn. Anh đã đi vào trong đấy khám phá trước rồi. Bây giờ anh sẽ dẫn các em đi vào hang đấy. Đây này, đi vào bên này. Đấy, nó ở trong này này. Có một cái hang. Ừ, đi vào khám phá hang này rất là đẹp. Đúng rồi, nước lên cao tận phía trên này đúng không? Đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào trong này khám phá một cái hang. Đấy, đi vào chỗ kia, đúng rồi, đi vào cái khe đấy. Xong là nó có một cái đường đi lên hang. Phía đền Ân Mạ là ở bên này này. Thì ngay cạnh đền Ân Mạ có một cái đảo và trong đảo đấy nó có một cái hang. Thì chúng ta sẽ đi vào trong đấy để khám phá. Đấy, cái vị trí rất là đẹp. Đấy, thuyền của Kiên dừng lại kia đi. Cái hang ngay trên bên em ấy. Đây đây, mình đi vào đây em ơi. Ừ, đi vào. Dừng lại kia này. Quay lại đi. Ừ. Nhỏ nhưng mà đi vào rộng lắm. Được, hôm nọ anh vào rồi. Vào an toàn nên là anh mới rủ vào. Buộc thuyền lại đi. Buộc thuyền lại xong cứ trèo trèo dần lên. Mình dừng lại đây. Cẩn thận rơi xuống hồ nhá. Rơi xuống là ướt hết quần áo đấy. Chúng ta đến một cái điểm tiếp theo, đó là hang động ở gần đền An Mạ. Đây, nhìn cái cửa hang nó rất là bé thôi. Cứ bình tĩnh thôi nha. Tất cả mà lên nhưng mà từng người lên một thôi. Từng người lên một thôi. Tỉnh đã trèo lên luôn à? Đúng rồi.
Em phải trèo cái buộc cái dây nó gần lại thì thuyền nó không bị sánh. Đi, mình đi vào đi. Như buộc cái thuyền này đi là nó bị tròng trành. Đợi anh lấy đèn đã. Ở trong này, đi vào nó như kiểu một cái đường hầm ấy. Trèo cẩn thận nhá. Từ từ để bật đèn điện thoại lên thì mới đi vào được. Rồi Vĩnh lên cẩn thận nhá, Vĩnh ơi. Để anh lên nhá. Tránh đường để anh lên. Vào chưa? Có ai vào chưa? Tí vào trong đấy khám phá thích cực. Nhưng mà cẩn thận rắn đấy nhá. Ở đây có ai sợ rắn không? Em thấy rắn bắt luôn. Thấy rắn bắt luôn à? Bắt là kiểm lâm bắt mình đi đấy. Wow, đây đẹp chưa này. Nước lung linh huyền ảo hồ Ba Bể. Tháo sắt cho tôi không? Nó chỉ tốt là khi ngủ thì con dê thì chú ý lúc xong vậy mà dê lưu ý lúc tối tiền. Vào lối này vào anh. Ừ, đi vào lối này. Có lên ngay bên nhà tôi hả? À, chúng ta bắt đầu đi vào. Đi theo theo nhau nhé, không đi lung tung đâu. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào khám phá gọi là hang của An Mạ đi. Đây là khám phá hang An Mạ. Chúng ta sẽ xem ở trong này có những cái gì nhá. Có vẻ mọi người rất là hào hứng. Ô, ai đã đi vào trong này rồi? Đi con đường nào đây? Trên đây. Nào nào, ai kia? Khải à? Đấy, như một cái địa đạo ấy nhỉ? Một cái hang đường hầm đúng không? Này, ui, cái này đẹp chưa? Sợ lạc đấy. Sợ lạc à? Không lạc đâu, anh đi vào rồi. Ui, chỗ này này, đẹp chưa? Em ngó xem có gì ở ngoài không? Ngó xem có thấy cái gì ngoài không? À. Em ngó xem có thấy gì không? Thấy cái bình ga. Thấy bình ga? Có bình ga ở trong này à? Ừ. Bình ga mini á? Đúng rồi, nhưng mà nó đấy. Ui giời ơi, đẹp chưa này nhỉ? Đấy, thuyền của mình đấy đây này. Nào bây giờ lại tiếp tục đi vào trong này khám phá nào. Đường hầm này hơi chật nhỉ? Ôi, đường hầm này chật quá. Ở trong kia có gì đây? À đây có một cái bình ga trôi dạt vào đây này. Bình ga mini, tí mang ra. Ui, ở đây có một cái hố gì đây này. Cái rễ cây à? Hòn đá nhỉ. À, ui, ở trong kia còn. Trong kia còn cái hang. Cho đến người nhỏ chui vào được mà. Ừ, anh cũng nhưng mà ở đây toàn bùn bẩn lắm nên là mình chỉ đi về đến cái hang nước này thôi. Ở kia còn có đường ra không em? Hết rồi. Hết đường à? Không thấy ánh sáng ở ngoài à? Đây có nước rồi. À, đây à. Đến cái vị trí hang nước rồi. Đường tí luôn. Ui, trong này trên này giống như cái gì ấy nhỉ? Đúng. Mai rùa ấy nhỉ? Thấy lấp lánh không? Như kiểu ai xây vào ấy nhỉ? Ừ. Như đá xếp vào ấy. Mọi người chào nào. Nho rồng nhé. Nào, 2, 3 nói nho rồng xin chào đúng không? 2, 3 nho rồng.